Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục video giới thiệu về những cái function của Autodesk Build. Video lần này mình sẽ hướng dẫn mọi người về App Eyes trong Autodesk Build. Thì cũng như mọi người cũng biết á, đó là trong giai đoạn thi công thì đơn vị nhà thầu sẽ review, xem xét những cái bản vẽ hoặc là mô hình từ bên phía tư vấn thiết kế được họ đưa ra. Thì trong đó sẽ có những cái khúc mắc và sẽ có những cái thông tin mà họ cần phải đảm bảo trước khi mà dự án đã ra thi công ngoài thực tế. Thì để mà làm được việc đó thì họ cần phải tạo ra những cái bản App Eyes hay là những cái file App Eyes và sau đó họ gửi qua mail. Thì trong quá trình thi công á, thì nó có thể có tới hàng trăm hoặc là hàng ngàn cái App Eyes. Thì các bạn hãy tưởng tượng đó là khi mà có tới hàng trăm hàng ngàn cái App Eyes như vậy á, thì làm sao để mà có thể biết được cái App Eyes nào đã trả lời rồi hoặc là App Eyes nào đang trong tình trạng gọi là quá thời hạn cần phải xử lý. Và việc này nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiến độ thi công ngoài công trường của nhà thầu. Thì để tránh cái tình trạng đó xảy ra thì Autodesk Build đã cho ra mắt cái sản phẩm, một cái nền tảng tên là App Eyes. Thì để đầu tiên đó là bạn cần setup một cái workflow và một cái quy trình làm việc ở trong cái App Eyes này. Thì trong cái quy trình App Eyes này nó đơn giản là nó sẽ có 3 đơn vị. Thì việc đầu tiên đó là bạn sẽ vào đây, bạn App Eyes workflow nè. Bạn sẽ setup cái workflow của dự án của mình như thế nào. Thì ở đây là sẽ có cái bước cơ bản, Creator, Manager và Reviewer. Ở dưới này là nếu như Reviewer là có nhiều hơn một đơn vị thì bạn dùng cái phương thức này. Còn nếu như mình chỉ có một đơn vị là Reviewer thì mình sẽ dùng cái phương thức này. Thì để giải thích thêm thì mình sẽ qua cái phần Permission chỗ này. Creator sẽ là đơn vị nhà thầu hoặc là đơn vị tư vấn giám sát hoặc là quản lý dự án. Còn Manager sẽ là chính là đơn vị quản lý dự án. Còn Reviewer sẽ chính là đơn vị chủ đầu tư hoặc là đơn vị tư vấn thiết kế. Hoặc là cả hai sẽ cùng là Reviewer. Rồi, Permission của mình. Thì trong cái Permission này các bạn cần phải xác định rõ công ty nào hoặc là cá nhân nào hoặc là vai trò của người nào sẽ đảm nhận vai trò đó là tạo ra App Eyes. Còn đơn vị nào hoặc là cá nhân nào sẽ là người manager hoặc là quản lý cái App Eyes đó. Và ai sẽ chính là Reviewer. Thì trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu cơ bản thôi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cơ bản để mà setup cái role. Thì đầu tiên đó là mình xác định cái company select ở đây hoặc là tên của người đó hoặc là vai trò của người đó ở đây, thì người đó sẽ là creator. Thì cái người mà manager là sẽ người này. Thì thường là công ty những cái đơn vị làm về tư vấn giám sát hoặc là quản lý dự án á, họ có quyền tạo ra App Eyes luôn. Khi mà có một cái sự thay đổi xảy ra trong giai đoạn thiết kế hoặc là có một cái vấn đề gì đó họ cũng cần tạo ra App Eyes thì mình cũng sẽ để họ trong cái quyền tạo ra App Eyes. Còn mình, bản thân mình sẽ là Reviewer, mình là đơn vị tư vấn thiết kế hoặc là của đơn vị nhà thầu, đơn vị của chủ đầu tư thì mình sẽ là người Reviewer. Rồi, thì sau khi mình đã setup xong cái Permission thì mình sẽ vào trong cái Custom Fields. Thì cái Custom Field này đó là một cái nơi để cho mọi người tạo ra thêm một cái trường dữ liệu và muốn thêm một cái biến để mà filter sau này để mình đi tìm cái App Eyes nó dễ hơn. Rồi xong cái phần Advanced Setting này á, là nó sẽ liên quan tới là cho phép ai là người reopen cái App Eyes đó hoặc là ai là người có quyền đóng cái App Eyes đó. Rồi mình quay trở lại cái App Eyes thì bây giờ mình sẽ làm mẫu một cái, đó là mình sẽ tạo ra một cái App Eyes mẫu. Rồi khi tạo một cái App Eyes thì những cái mà bạn cần quan tâm đó là cái status, cái tình trạng của App Eyes đó khi các bạn làm thì bạn open for reviewer luôn hoặc là bạn đang muốn craft thôi. Rồi cái tiếp theo đó là App Eyes number. Thì App Eyes number này thì mình khuyên mọi người là nên có được một cái ký tự hoặc là một cái ký hiệu nào đó để phân biệt giữa xây dựng hoặc là giữa các MEP. Thì ở đây là mình sẽ phân biệt App Eyes liên quan tới xây dựng chẳng hạn, thì mình để là SD01. Title này thì cứ như là tùy vào cái nội dung, thì bây giờ mình sẽ lấy mẫu một cái nội dung thôi. Cần làm rõ thông tin cao độ bể nước chẳng hạn như vậy.
Rồi, born in court là có nghĩa là cái người mà sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên khi mà app này được đưa ra. Rồi co-reviewers, co-reviewer là sẽ là những cái người mà sẽ cùng xem được về những cái app này. Mình giả sử như mình chọn cái công ty này là sẽ là cùng coi với mình. Due day là cái ngày mà bạn mong muốn app này được phản hồi, các bạn sẽ chọn ngày này. Location như là từng hầm 2 chẳng hạn như vậy. Question, thì thường thì câu hỏi thì bạn có thể soạn trước hoặc là các bạn có thể điền sẵn vào đây. Thì đây là mình đã soạn trước một cái câu hỏi, một cái app ai điển hình thì mình sẽ soạn sẵn ở đây, mình sẽ pass vào. Thì đây là một cái mẫu về app ai thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cần có căn cứ bản vẽ nè, hay là căn cứ những cái thông tin nào đó. Thì để cho mọi thứ nó rõ ràng hơn thì phần Autodesk Build á nó cho phép mình chèn thêm và add thêm những cái reference, và trong đó là cho phép mình chèn thêm bản vẽ. Và thì bữa trước là mình đã upload những cái bản vẽ cần thiết cho giai đoạn thi công rồi. Giả sử như bây giờ mình cần phải chèn những bản vẽ đó vào trong đây thì bạn có thể dùng cái lệnh filter, và filter về thác hoặc là về cái phần bộ môn. Và thì mình sẽ điền vào trong đây, mình sẽ đính vào trong đây chẳng hạn như vậy, cần làm rõ thông tin gì đó bằng chẳng hạn như vậy, từng hầm 2 đúng không ạ, mình sẽ chọn cái kết cấu từng B2, sau đó mình add sheet. Rồi ngoài ra bạn có thể chèn thêm files, chèn thêm file có nghĩa là những cái file nào mà liên quan tới cái app ai này á, nó có nằm trong cái project file của mình á, thì bạn chèn thêm. Rồi ngoài ra thì cho phép mình chèn thêm về hình ảnh, photos, và ví dụ như bạn cần làm rõ cái thông tin gì đó, bạn chụp hình ở ngoài công trường, và bạn chụp rồi bạn gửi lên cho trong cái app ai này. Rồi sau đó thì ở dưới này là sẽ có một số cái câu hỏi, ví dụ như là cái này nó ảnh hưởng tới về chi phí hay không? Nó có, tại vì cái cao độ của bể nước mà cao hay thấp nó cũng ảnh hưởng tới chi phí. Cái này có ảnh hưởng tới tiến độ hay không? Có, cần phải làm rõ cái tiến độ, cái mức độ ưu tiên của cái app này như thế nào, cao, quan tâm. Ở này là cái disciplines, bộ môn, ví dụ bộ môn liên quan tới civil design, thêm cái kết cấu đó, bạn chọn category. Thì cái này là liên quan tới loại, điều kiện ở ngoài công trường thì mình chọn là vậy. External ID bạn có thể thêm hoặc không thêm. Watcher có nghĩa là người sẽ cùng xem cái thằng này, cùng xem cái app ID này. Mình sẽ chọn những người này sẽ là người Watcher. Xong rồi mình ấn Create. Thì sau khi những cái thông tin mình điền đầy đủ á, thì mình sẽ ấn Create, nó sẽ tạo ra một cái app ID. Đây là một cái mẫu app ai mà bạn sẽ thấy được đầy đủ các câu hỏi status cũng giống như là due day hình như là lúc ngày 25 tháng 8, rồi code impact hay không, code reviewer. Rồi bạn sẽ biết được là cái hình ảnh nào, rồi cái file bản vẽ nào liên quan tới cái này, cộng thêm một cái là những cái thông tin ở mức độ ưu tiên. Ngoài ra khi các bạn tạo app ai thì nó sẽ tự động nó gửi một cái email thông báo tới cái người phải chịu trách nhiệm trả lời cái app ai này. Rồi tại vì mình đang đóng vai trò là người reviewer nên thành ra khi mình tạo ra cái app ai á thì nó sẽ đưa mình trực tiếp tới cái giai đoạn đó là submit official response luôn. Còn nếu như mà mình không đóng vai trò là reviewer thì nó sẽ chuyển qua một cái bước đó là cho manager review. Thì đơn vị manager họ sẽ review, họ biết, họ đánh giá coi cái này có thực sự là một cái app ai không. Nếu như thực sự là một app ai thì họ sẽ submit cho reviewer, đúng không? Thì tới cái bước này. Còn nếu như không phải là một cái app ai mà nó đã có sẵn thông tin đó nằm trên bản vẽ nào đó rồi, thì người đó sẽ reject, có quyền reject cái app ai đó. Thì bây giờ mình sẽ submit cái official response này.
official response. Rồi, giả sử như mình submit như thế này. Bản vẽ liên quan đến bể nước ngầm đã được cập nhật. Nhà thầu vui lòng xem bản vẽ show. Đó, mình sẽ trả lời như thế này. Và mình sẽ submit. Rồi. Thì lúc này cái người mà manager thì họ sẽ, mình có quyền add thêm cái reference. Từ bây giờ mình sẽ thì sau khi mình submit không, mình là người reviewer, mình sẽ là submit xong thì đã được approve rồi ha. Xong rồi cái người mà manager thì họ sẽ chuyển cái câu trả lời này tới cái người creator, là cái người mà tạo ra cái app ID này. Thì mình close distributor. Đơn vị thiết kế đã trả lời nhà thầu vui lòng kiểm tra. Rồi, sẽ close cái app này lại. Rồi, bây giờ mình sẽ thấy được là cái app này đã close và thấy được tình trạng của nó, và bây giờ mình sẽ thấy được cái lịch sử, và cái lịch sử của cái app ID này là hoạt động của những cái người mà liên quan, họ đã phản hồi qua lại như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần ở ngoài, thì các bạn cũng sẽ thấy đó là sẽ biết được là cái này nó đang liên quan tới cái reference gì, liên quan tới location nào. Một comment. Rồi thì các bạn hãy tưởng tượng nếu là trong dự án của mình có hàng trăm hàng ngàn cái app ID như vậy ha, nên nó sẽ sổ dài rất là nhiều chỗ này. Thì lúc này bạn có quyền search cái app ID theo ID, search theo ID nè, hay là cái status nè, hay là theo cái member, thì bạn có thể chọn cái khoảng thời gian rồi những cái mức độ ưu tiên, là bạn cần phải biết cái app ID nào đang mức độ ưu tiên cao thì bạn sẽ để vào đây, là cái bộ môn nào, app ID liên quan tới bộ môn nào thì bạn xử lý vào đây. Và thì lúc này nó sẽ cho mình biết được, nó sẽ sổ ra những cái bộ lọc cho mình rất là hay. Thì ngoài ra để có một cái thông tin chính thức, bạn có thể là export cái app ID này qua dưới dạng PDF hoặc là dưới dạng file Excel. Thì sau này bạn upload ngược trở lại trên cái nền tảng files của Autodesk Build, coi như một cái app ID đã được trả lời đầy đủ và những cái thông tin phản hồi đầy đủ, cũng là một cái bằng chứng để cho các đơn vị có thể là tham khảo sau này. Ok, rồi. Video lần này mình sẽ tạm thời dừng ở đây. Và nếu như các bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào thì để lại dưới cái phần comment ở dưới video. Và mình sẽ cố gắng mình trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo.